小兵呢。Mình ăn kẹo hình ngôi sao đi. Ăn kẹo sao không? Ăn kẹo hạt đậu đi. Ăn kẹo này đậu lắm, kẹo không sao nhỏ. Rồi vậy cho ăn kẹo kẹo ngôi sao này nghe. Rồi bạn Ken mở kẹo ngôi sao ra đi. Rồi bây giờ bạn Ken sẽ mở kẹo ngôi sao cho chúng ta ăn nha. Kẹo ngôi sao cho bạn chim này ăn đi. Qua thêm kẹo ngôi sao bạn Ken ơi. Ồ, quá các bạn ơi, đây một kẹo ngôi sao. Ê, hủ kẹo luôn rồi. Con kia nằm dưới cô. Để kẹo bên này đi, mình để kẹo bên đây đi. Rồi, các bạn ơi. Dưới hủ kẹo trong đó luôn kìa bác. Dưới hủ kẹo trong đó luôn rồi hả? Rồi.